Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Channel Shonen Action. Cách đây không lâu, để nhân kỷ niệm cột mốc đáng nhớ 1000 chap của One Piece thì bên Nhật đã mở cuộc bình chọn nhân vật yêu thích nhất lần thứ 7. Điều đặc biệt của lần bình chọn này là bên cạnh kiểu vote phiếu giấy truyền thống qua tạp chí Shonen Jump thì ban tổ chức còn mở thêm cả bình chọn online cho các fan quốc tế nữa. Mới đây thì ở Nhật đã công bố tổng kết quả bình chọn online tạm thời trên khắp thế giới sau tháng đầu tiên đã phát động. Chi tiết kết quả bình chọn online tạm thời trong một tháng qua trên khắp thế giới đã được bên Nhật thống kê từ lúc website cho vote nhân vật yêu thích lần thứ 7 của One Piece được mở cho cả fan quốc tế vào đầu năm nay. Cổng vote vẫn chưa đóng nên danh sách ở dưới đây chỉ mức ở tham khảo là chính, bởi kết quả thực tế cuối cùng vẫn là có sự ảnh hưởng không nhỏ từ các bình chọn qua phiếu giấy trong nội địa Nhật Bản. Phương thức bình chọn qua mạng này sẽ khép lại vào 28 tháng 2, rồi tiếp đấy sẽ là tới phiếu giấy. Kết quả là tổng kết chính thức dự kiến sẽ có vào tháng 5 năm nay trên tuần San Shonen Jump. Trong lúc chờ đợi kết quả cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem nhanh kết quả tính đến thời điểm hiện tại ở dưới đây theo từng khu vực trên thế giới nhé. Khu vực châu Á, đứng thứ nhất Monkey D. Luffy, đứng thứ hai Roronoa Zoro, đứng thứ ba Sanji, đứng thứ tư Trafalgar, đứng thứ năm Nami, đứng thứ sáu Nico Robin, đứng thứ bảy Bocat D. Ace, đứng thứ tám Bo Hancock, đứng thứ chín Sabo, đứng thứ 10 Charlotte Katakuri. Tại Nhật Bản, chú ý là chỉ mang tính tham khảo tạm thời do thực tế còn phụ thuộc vào phiếu giấy nữa. Thứ nhất, Monkey D. Luffy. Thứ hai, Roronoa Zoro. Thứ ba, Sanji. Thứ tư, Trafalgar. Thứ năm, Bocat D. Ace. Thứ sáu, Sabo. Thứ bảy, Rocinante. Thứ tám, Bo Hancock. Thứ chín, Shanks. Thứ mười, Nico Robin. Khu vực Trung Đông. Thứ nhất, Roronoa Zoro. Thứ hai, Monkey D. Luffy. Thứ ba, Sanji. Thứ tư, Charlotte Katakuri. Thứ năm, Nami. Thứ sáu, Nico Robin. Thứ bảy, Shanks. Thứ tám, Trafalgar. Thứ chín, Bocat D. Ace. Thứ mười, Sabo. Khu vực châu Âu. Thứ nhất, Roronoa Zoro. Thứ hai, Monkey D. Luffy. Thứ ba, Trafalgar. Thứ tư, Sanji. Thứ năm, Nico Robin. Thứ sáu, Nami. Thứ bảy, Bocat D. Ace. Thứ tám, Usopp. Thứ 9, Yamato. Thứ 10, Shanks. Khu vực châu Phi. Thứ nhất, Zoro. Thứ hai, Luffy. Thứ ba, Sanji. Thứ tư, Nico Robin. Thứ năm, Trafalgar. Thứ sáu, Yamato. Thứ bảy, Bo Hancock. Thứ tám, Charlotte Katakuri. Thứ 9, Shanks. Thứ 10, Usopp. Khu vực Bắc Mỹ. Thứ nhất, Monkey D. Luffy. Thứ hai, Roronoa Zoro. Thứ ba, Sanji. Thứ tư, Nico Robin. Thứ năm, Trafalgar. Thứ sáu, Yamato. Thứ bảy, Hoopslap. Thứ tám, Usopp. Thứ chín, Charlotte Katakuri. Thứ mười, Nami. Khu vực châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Thứ nhất, Roronoa Zoro. Thứ hai, Monkey D. Luffy. Thứ ba, Sanji. Thứ tư, Nico Robin. Thứ năm, Carrot. Thứ sáu, Trafalgar. Thứ bảy, Nami. Thứ tám, Yamato. Thứ chín, Usopp. Thứ 10, Bo Hancock. Khu vực châu Đại Dương. Thứ nhất, Roronoa Zoro. Thứ hai, Nico Robin. Thứ ba, Monkey D. Luffy. Thứ tư, Trafalgar. Thứ năm, Sanji. Thứ sáu, Hoopslap. Thứ bảy, Sabo. Thứ tám, Yamato. Thứ chín, Shanks. Thứ 10, Bocat D. Ace. Nhìn chung ở bảng xếp hạng này, vị trí thấp có thể xác động lớn nhất, nhưng top 5 hầu hết đều thuộc về thành viên băng mũ rơm. Thậm chí rằng Luffy và Zoro thay nhau vững vàng ở vị trí đầu bảng và thứ hai. Có thể màn thể hiện tuyệt vời của hai anh chàng này tại phần Wano đã giúp họ ghi dấu mạnh mẽ trong lòng fan và có được kết quả bình chọn ấn tượng như thế kia. Ngoài những bình chọn như vậy thì những tiết lộ từ Oda về bộ manga huyền thoại One Piece cũng khá nhiều. Chúng ta hãy cùng điểm qua một lượt xem có những gì tiết lộ từ thánh Oda nhé. Thứ nhất, One Piece kết thúc sau 5 năm nữa. One Piece hiện đã gần đến hồi kết thúc. Theo tác giả tiết lộ thì nó đã đạt 80% và tác giả muốn kết thúc nó trong 5 năm tới. Liệu Oda có thể thực sự kết thúc câu chuyện sau 5 năm hay không, vẫn còn phải xem. Tuy nhiên, các biên tập viên của anh ấy chắc chắn rằng Oda có thể kết thúc câu chuyện trong thời gian đó. Thứ hai, Oda đã biết mình muốn kết thúc One Piece như thế nào. Eiichiro Oda được biết đến vì kỹ năng lập kế hoạch trước mọi thứ và sau đó thể hiện nó trong manga của mình. Về cuối câu chuyện, mọi thứ không có gì khác biệt. Eiichiro Oda từ lâu đã quyết định xem câu chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào. Anh ấy đã quyết định điều này từ lâu và công khai điều này vào năm 1999. Những người có thể biết được những ý tưởng này chỉ có thể là những cộng sự của ông mà thôi. Thứ ba, One Piece là một kho báu thật sự.
ngay từ khi mới bắt đầu rất nhiều người hâm mộ tò mò không biết kho báu có thật hay không. Và thật vui mừng khi trong một cuộc phỏng vấn với Momoko Sakura, chính Oda xác nhận rằng One Piece trên thực tế sẽ là một kho báu thực sự. Theo anh thì khá bất công nếu cuộc hành trình của băng hải tặc Mu Dâm kéo dài như vậy mà không nhận được phần thưởng cuối cùng. Thứ tư, Oda sẽ không bao giờ thay đổi kết thúc. Cách đây rất lâu, có nhiều tin đồn cho rằng Oda sẽ thay đổi phần kết thúc của One Piece nếu một giả thuyết của người hâm mộ là đúng. Tuy nhiên, gần đây, nó được xác nhận là không đúng sự thật. Vào tháng 1 năm 2021, biên tập viên Ishaka hỏi Oda rằng liệu anh có bao giờ thay đổi kết thúc cho câu chuyện hay không, và tác giả đã nói không muốn làm điều đó. Đối với một người đã lên kế hoạch cho phần kết của câu chuyện từ lâu, việc bám sát cho đến cùng mà minh họa nó theo cách bạn muốn là rất hợp lý. Thứ năm, Oda quyết tâm chết vì One Piece. One Piece được rất nhiều người yêu thích nhưng chắc chắn rằng không ai tâm huyết và yêu nó nhiều như chính tác giả. Điều này thể hiện rõ ràng qua số lượng công việc và nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra. Theo biên tập viên Kawashima, Oda quyết tâm chết vì One Piece. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Oda cũng đã nói với Kawashima rằng hãy chết vì One Piece. Điều này khiến biên tập viên bị sốc nhưng đồng thời cũng gây ấn tượng với anh ta. Không cần phải nói, tình yêu và sự quan tâm của Oda dành cho câu chuyện thực sự được thể hiện rất rõ. Thứ 6, Oda thường khóc khi vẽ One Piece. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình diễn ra vào tháng 8 năm 2020, biên tập viên Naito tiết lộ rằng sự xuất hiện muộn màng của các bản thảo cho chương mà Rebecca gặp Kairos đã khiến anh thất vọng. Nhưng khi nhìn chúng, anh không thể không khóc. Oda cũng được biết là thường xuyên khóc khi vẽ truyện. Theo anh, tác giả sẽ không cảm động trừ khi những gì anh ấy vẽ đẩy bản thân đến bờ vực của nước mắt. Ngoài những tiết lộ của Oda, bây giờ chúng ta hãy cùng thêm tìm hiểu một chi tiết nữa nhé. Trong One Piece chương 1000, Luffy tấn công Kaido bằng một đòn đánh cực mạnh, đó là Red Rock, khiến Kaido tối tăm mặt mũi. Big Mom phải há hốc mồm mình ngạc nhiên. Vậy, bạn có thắc mắc tại sao chiêu đó lại tên là Red Rock không? Đây là kế hoạch ban đầu của Oda. Thứ nhất, ban đầu, Red Rock có tên là Giant Red Hawk, tạm dịch là Đại Hỏa Ưng. Ban đầu khi phác thảo, tuyệt chiêu này có tên là Giant Red Hawk, tức là Đại Hỏa Ưng, nhưng Oda đã quyết định thay đổi nó. Thông tin về việc này được đăng trên tạp chí Shueisha bởi dịch giả Shenman. Thứ hai, Red Rock là sự gia tăng sức mạnh của Red Hawk. Gomu Gomu no Red Hawk là sự kết hợp giữa Gear 2 với Haki vũ trang và tạo ra một vụ nổ. Điểm đặc biệt nữa là Luffy có lửa bao quanh tay mình khi sử dụng chiêu thức này. Chiêu thức này là một sự tưởng nhớ đến Ace, một cách đọc của nó trong tiếng Nhật gần giống với chiêu hỏa quyền. Gomu Gomu no Red Hawk lần đầu tiên được Luffy sử dụng là khi đánh nhau với Holy John ở đảo Người Cá. Còn Red Rock về cơ bản, đó là Red Hawk sử dụng Gear 3. Vì vậy, đòn tấn công được tạo ra là Red Hawk với nắm đấm lớn hơn và nó vẫn có hiệu ứng đốt cháy. Thứ ba, thứ truyền cảm hứng cho cái tên Red Rock. Rock chính là một tên của một Rock chính là tên của một loài chim có mặt trong thần thoại Trung Đông. Trong thần thoại, Rock là một loài chim săn mồi rất lớn. Chú chim Rock đã xuất hiện nhiều lần trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, nhưng nổi tiếng nhất là câu chuyện về Sinbad. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Luffy sử dụng cái tên Rock, vì Rock thực sự lớn hơn rất nhiều so với một con đại bàng bình thường. Và cái tên Red Rock cũng ngầu hơn cái tên cũ là Đại Hỏa Ưng rất nhiều. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào của mình. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.